Các chuyên gia dinh dưỡng đã khẳng định khi bổ sung canxi cần phải bổ sung cùng với vitamin D, bởi vitamin D là chất dẫn truyền giúp đưa canxi từ ruột vào máu. Vitamin D giúp tăng hấp thu canxi bằng cách kích thích cơ thể sản xuất ra osteocalcin. Đây là một protein tạo xương được sản xuất từ nguyên bào xương tham gia vào việc cấu tạo xương bằng cách vận chuyển canxi vào mô xương. Tuy nhiên, khi đó dưới tác động của vitamin D thì mới tạo ra được các osteocalcin dưới dạng bất hoạt, tức là chưa hoạt động và chưa thể vận chuyển được canxi vào tới mô xương. Để osteocalcin trở thành dạng hoạt động, cần tới vai trò của MK7, một loại vitamin K2 duy nhất có nguồn gốc từ tự nhiên. MK7 được ví như người lái xe đưa canxi vào đúng nơi cần đến. Kính chào quý vị khán giả, rất vui vì được đồng hành cùng với quý vị trong chương trình Sống Vui trong khung giờ 20h20 các ngày thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần trên kênh VTV2 Đài Truyền hình Việt Nam. Thưa quý vị, trong các số phát sóng trước của chương trình, chúng ta đã đề cập rất nhiều đến vai trò của MK7 đối với sự phát triển chiều cao cho trẻ. Nếu cơ thể không được cung cấp đủ MK7 thì canxi sẽ không đi đến xương và máu được. Khi đó nó không những không giúp cơ thể khỏe mạnh, giúp trẻ tăng chiều cao mà còn gây hại. Trong khi nguồn cung cấp MK7 cũng không nhiều trong thực phẩm. Vậy MK7 là gì và nên bổ sung như thế nào thì tốt? Để trả lời cho câu hỏi này, chương trình đã mời tới trường quay thạc sĩ bác sĩ Lê Thị Hải, nguyên giám đốc Trung tâm Khám Tư vấn Dinh dưỡng Viện Dinh dưỡng Quốc gia. Vâng, xin chào Bảo Linh, xin chào quý khán giả của chương trình Sống Vui. Cảm ơn thạc sĩ bác sĩ Lê Thị Hải đã nhận lời mời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Vâng ạ, sĩ có thể cho biết là vai trò của MK7 là gì và MK7 là chất gì không ạ? Để cho tất cả quý vị chúng ta hiểu rõ hơn về MK7 thì chúng ta biết là MK7 là chính là một loại vitamin K2 có nguồn gốc từ tự nhiên. Nó có cái vai trò vô cùng quan trọng trong cái vấn đề hấp thu canxi để đưa canxi đến xương. Thế thì vai trò của MK7 thì vai trò quan trọng nhất của nó là nó kích hoạt một cái protein nằm trong cái tế bào, cái tủy cốt bào có tên là osteocalcin, từ cái thể không hoạt động trở thành thể hoạt động. Và khi nó hoạt động như vậy thì canxi, nó vận chuyển canxi, đưa canxi đến xương. Và thứ hai là đồng thời thì nó cũng lại đưa canxi ra khỏi những cái nơi mà cơ thể của chúng ta không cần thiết. Ví dụ như là đưa canxi ra khỏi các cái mô mềm để tránh cái tình trạng vôi hóa mô mềm, hay là đưa canxi ra khỏi nếu như canxi lắng đọng quá nhiều ở cái thành mạch máu thì có thể gây lên cái tình trạng xơ vữa động mạch. Đấy. Thế chúng ta được biết rằng trong trường hợp dùng thừa canxi thì canxi lại có thể lắng đọng ở cái hệ thận tiết niệu, có thể gây tình trạng sỏi thận tiết niệu. Tóm lại thì có thể nói là MK7 là một loại vitamin K có nguồn gốc K2 có nguồn gốc từ thiên nhiên, mà nó có vai trò vô cùng quan trọng trong cái vấn đề chuyển hóa canxi, đưa canxi đến nơi cơ thể của chúng ta cần, và thứ hai là đưa canxi ra khỏi cái nơi mà cơ thể của chúng ta không cần thiết để tránh những tác dụng phụ của canxi gây nên. Cái vai trò thứ hai của MK7 đó là tăng tổng hợp collagen. Cái collagen là gì? Collagen bản chất của nó là một cái loại protein, nhưng mà nó là ở trong xương thì nó tạo thành những cái sợi collagen, nó đan với nhau như thế này để nó gắn kết các cái phân tử canxi, photpho, magie. Đấy. Và nó có tác dụng, vai trò của nó là làm cho xương nó chắc khỏe mà nó mềm dẻo, tránh được cái sự va đập. Đấy. Thế và chính vì vậy cho nên là cái vai trò của collagen cũng rất là quan trọng trong phát triển, làm cho tăng cái sức khỏe của xương lên. Như vậy thì có thể nói là MK7 là một cái chất vô cùng quan trọng. Nếu như mà thiếu nó thì dù chúng ta có bổ sung canxi thì canxi cũng không đến được xương, cũng không đến nơi mà cơ thể của chúng ta cần. Theo thông tin của bác sĩ thì chúng ta đã biết MK7 là chất gì và vai trò đóng vai trò quan trọng như thế nào. Vậy thì bác sĩ có thể cho biết thêm là MK7 thì thường có ở đâu và cái nguồn bổ sung nào có sẵn ở Việt Nam ạ? MK7 như tôi đã nói là loại vitamin K2 có nguồn gốc từ thiên nhiên. Đấy. Thế cho nên là nguồn gốc từ thiên nhiên có nghĩa gì? Có nghĩa là có trong thực phẩm. Thì thực phẩm mà nhiều nhất là chứa trong các loại rau xanh hoặc là trong các loại đậu đỗ, nhưng mà đặc biệt là đậu là cái đậu tương lên men. Ví dụ chúng ta đều biết là ở Nhật Bản ấy, người ta có một cái món ăn truyền thống của người dân Nhật Bản, đó là món ăn natto, tức là cái đậu tương lên men thì rất giàu vitamin K2. Đấy. Thế nhưng mà cái món ăn đó thì thứ nhất là đối với Việt Nam của chúng ta thì chúng ta có thể đậu phụ thì cũng là một cái loại lên men, nhưng mà nó cũng không nhiều như cái đậu tương nguyên lên men như cái món ăn natto của Nhật Bản. Thế cho nên có thể nói là cái thức ăn của người Việt Nam của chúng ta thì nguồn mà cung cấp vitamin K2 thì nói chung là cũng rất là ít. Đấy. Thế thì chúng ta cũng có thể ăn các cái loại đậu đỗ, ăn các loại rau thì cũng có cung cấp vitamin K2 nhưng mà hàm lượng không nhiều. Thế đặc biệt là đối với các cháu nhỏ chẳng hạn, hay là các trẻ em ấy, thì phần lớn bây giờ là các cháu rất là lười ăn rau. Đấy, lười ăn rau, thế cho nên là cái nguồn mà cung cấp vitamin K2 thì cũng không hề sẵn có. Thế thì chúng ta có thể tìm và bổ sung cái nguồn vitamin MK7 đó từ những cái thực phẩm chức năng.
đúng thường chức năng. Trong đó có bổ sung MK7 để cùng với các thành phần khác nữa để giúp cho cái vấn đề vận chuyển hấp thu canxi đến xương để giúp cho cái vấn đề tăng chiều cao của trẻ. Vâng ạ. MK7 đóng vai trò rất là quan trọng trong việc phát triển chiều cao của trẻ. Vậy thì bác sĩ có thể cho biết thêm là nếu mà không được cung cấp đủ MK7 thì sẽ gây nên tình trạng như thế nào không? Chúng ta nếu mà thiếu MK7 thì thứ nhất là canxi hấp thu không được đưa đến nơi mà cơ thể của chúng ta cần, đó là nó không kích hoạt được cái protein để vận chuyển canxi. Chính vậy cho nên nếu như thiếu MK7 thì chúng ta bổ sung canxi gần như cũng không có hiệu quả. Cái thứ hai là thiếu MK7 thì collagen tổng hợp rất là ít, thế cho nên là xương cũng không được chắc lắm. Đấy, có thể là nó sẽ dễ gãy, dễ nó không được chắc khỏe, nó không được dẻo dai. Thế rồi là cái mật độ xương nó cũng không được tốt. Thế thì chính vì vậy cho nên là dù là nếu như mà không có MK7 và chúng ta bổ sung canxi vào, canxi bị thừa chẳng hạn, thì nó lại gây những cái tác dụng phụ do thừa canxi, ví dụ như gây tình trạng táo bón, gây cái tình trạng sỏi thận tiết niệu. Thế rồi là đặc biệt nữa là nguy hiểm nhất nữa là nó có thể lắng đọng ở các cái mạch máu để gây tình trạng xơ vữa động mạch. Xơ vữa động mạch thì chúng ta biết rồi, xơ vữa động mạch thì là nguyên nhân có thể dẫn đến trường hợp bệnh các bệnh về tim mạch như là cao huyết áp. Thế rồi nó lắng đọng ở cái mô mềm, gây nên cái tình trạng vôi hóa các cái mô mềm. Đấy. Thế chính vì vậy cho nên là cái MK7 rất là quan trọng. Nếu như mà chúng ta bổ sung canxi, bổ sung vitamin D nhưng mà chúng ta lại không bổ sung đồng thời thì MK7 thì như vậy thì cái hiệu quả tác dụng sẽ rất là hạn chế và thậm chí nhiều khi còn gây những tác dụng phụ không tốt cho cơ thể của chúng ta. Vâng ạ, rất cảm ơn những thông tin hữu ích vừa rồi của bác sĩ. Thưa quý vị và các bạn, vì thời lượng của chương trình có hạn nên chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những thông tin hữu ích này vào giờ này ngày mai trên kênh VTV2 cùng với chuyên gia thạc sĩ bác sĩ Lê Thị Hải. Nếu có ý kiến đóng góp cũng như cần thông tin tư vấn của chuyên gia, quý vị khán giả hãy gọi điện thoại tới tổng đài 1900-1259 giờ hành chính hoặc 024-39-959-969 hoặc gửi câu hỏi về hòm thư sốngkhoe@bacsitưvấn.vn. để được các chuyên gia tư vấn về cách tăng chiều cao và khắc phục các bệnh lý của trẻ. Chi tiết, truy cập vào website bacsitưvấn.vn. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại. Mời quý vị và các bạn đón xem chương trình Sống Vui trên kênh VTV2 với chủ đề Sử dụng MK7 đúng cách để tăng chiều cao cho con ở tuổi dậy thì.